chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video như các bạn vừa xem. Để làm được cái video này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là ứng dụng Camaster nghe các bạn. Rồi, thứ hai là hiệu ứng video 27.k này. Cái hiệu ứng video này sẽ nằm dưới phần mô tả của video nha các bạn. Và cái cuối cùng là những bức ảnh để tạo ra video. Sau khi các bạn đã chuẩn bị vật liệu xong, bây giờ mình sẽ mở Camaster lên ha. Ở đây các bạn chọn OK nè. Tiếp tục các bạn chọn là dự án mới nè. Ở đây thì các bạn chọn 16:9. Tiếp tục các bạn chọn là nhập dự án nè. Tiếp tục các bạn chọn OK. Ở đây thì các bạn chọn là hiệu ứng video 27.k nha các bạn. Rồi, bây giờ nó xuất hiện một cái dự án như các bạn đang thấy ha. Công việc của các bạn là thay đổi những bức ảnh trên dự án này thành những bức ảnh của mình là được nha các bạn. Rồi, bức ảnh đầu tiên các bạn ấn vào. Các bạn chọn thay thế nè. Rồi, tìm đúng bức ảnh của mình ha. Đó. Rồi, tiếp tục bức ảnh thứ hai cũng tương tự vậy luôn. Các bạn chọn thay thế nè. Rồi, tìm bức ảnh thứ hai. Rồi, tiếp tục bức ảnh thứ ba. Các bạn cũng làm y như vậy luôn. Chọn bức ảnh thứ ba. Rồi, tới bức ảnh thứ tư. Các bạn vẫn ấn vào, chọn thay thế. Chọn bức ảnh của mình. Rồi ha. Tiếp tục bức ảnh thứ năm. Các bạn vẫn chọn vào, chọn chữ thay thế. Rồi, tìm bức ảnh của mình. Rồi ha các bạn, rất là đơn giản nha các bạn. Đây. Đây là toàn bộ cái dự án của mình vừa tạo xong ha. Rồi. Video mình xin dừng lại đây ha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.